Xin chào mọi người, hôm nay vợ chồng mình sẽ đi đám cưới một người bạn thân. Mà đám cưới này tổ chức ở miền Tây sông nước, mà cái này cũng gần Sài Gòn thôi. Đó là ở Thạnh Hóa, Long An, qua Đức Hòa, Đức Huệ và mới xuống tới đây. Đường đi Đồng Tháp 10 á. Thì lâu lắm rồi mới về cái hướng miền Tây này, dự một cái tiệc cưới miền Tây. Để chút xíu mình sẽ coi là cái tiệc cưới miền Tây này có giống như tiệc cưới của ông anh bà chị mình và giống gia đình mình hồi xưa không nha. Nói chung là giờ nói là đang chuẩn bị đi ghe thì thấy có hình ảnh đó. Bây giờ là hiện tại là 11:30 buổi trưa, khá là nắng nhưng mà sẽ đi ghe nên là bây giờ mình sẽ đi bộ vào. Ghe nhỏ giống chiếc vỏ lãi. Đi vỏ lãi đó hả? Quay phim là mặt phần 5. Đã là mặt phần 5 mình quay vỏ lãi. Nhưng mà vỏ lãi này to hơn vỏ lãi của mình. Thật là mạo hiểm. Chưa đi vô anh cứ rất bụng thôi chứ. Ghe chuyển bánh. Mình đi quay bánh này nhiều lắm. Chấm nước. Quỳnh Trân Nhiên rồi sao đó kìa, Quỳnh Phú rồi sao đó kìa.